Dạ vâng, em xin chào toàn thể các bác nhé. Ở clip này thì em xin được giới thiệu đến các bác về cái mẫu đẩy thương hiệu của Đức, mạch Class H. Dòng này thì nó là dòng tương tự với dòng máy B3, nhưng mà cái đời này thì là cái đời cải tiến hơn. Thì toàn bộ nguồn này nó làm bằng đồng nhé mọi người nhé. Con này thì nó đẹp như mới, đẹp như mới luôn. Bên trong ruột nó chỉ có một tí bụi thôi. Các bác nhìn này. Các bác đã chơi những cái dòng đẩy như thế này thì nên lựa chọn con nào ruột gan nó phải thật là đẹp. Đấy, nó phải thật là đẹp, sạch sẽ. Thì những cái dòng đẩy như này tiếng nó rất là hay. Tại vì nó chạy sừng sò trường NG. Và mạch Class H thì nó cũng có rất là nhiều loại. Và đối với dòng máy này thì áp nó là dòng áp cao. Những cái chất âm nó cho ra nó tiếng nó rất là căng. Đấy, đánh tiếng căng và rõ nét, âm sắc hay chi tiết. Đây em có tháo sẵn là để cho nó đỡ tốn nhiều thời gian của các bác. Đấy, cái này nót ở tụ nhá. Các bác lưu ý khi mua những dòng đẩy máy B3 như thế này thì phải chọn ruột gan sạch sẽ, đẹp, tụ không bị phồng các bác nhá. Tụ không được phồng. Đấy, nó phải còn mới thì mình khi mình sử dụng nó mới an tâm được. Còn đối với những con nào mà nó bẩn quá ấy, tụ nó phồng ấy, dùng những con đấy nó rất hay bị hỏng nỗi. Nên những dòng đấy các bác tránh, nên đừng có mua gì. Con này nó bù áp nha, bù áp nha. Đây này, nó còn nguyên hết tất đầy đủ các thứ này. Cái này nót này là nót ở tụ nhá, mặt nắp ở đây. Dòng này thì em có cả ba kênh nữa này. Ba kênh như này. Đấy. Ba kênh 600, 600, 1000. Đấy, còn con hai kênh này là 600W một kênh các bác nhé. 600W một kênh. Đối với dòng như dòng loa bass 40 ohm 76 thì em cứ bao đánh cho các bác nhé. Em bao đánh kể cả ohm 100. Kể cả ohm 100 em bao đánh các bác, không phải nghĩ. Đấy. Riêng cái dòng này em đã làm rất là nhiều rồi. Bán tự tin cho các bác luôn, không hay hoàn lại tiền. Đấy. Duy nhất một con đẹp như mới, giá 3,5 triệu các bác nhé. 3,5 triệu. Anh em có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu Phú Ngái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Trinh Hải Dương. Đối với dòng máy như thế này thì cái chất âm của nó hay hơn những cái dòng đây, chất âm hay hơn dòng NA nhé. Đây là cũng là dòng thương hiệu đẳng cấp rồi, nhưng con này thì cái chất âm nó hay hơn. Đấy. Nếu để so sánh giữa hai con này, chất âm nó thì con này hay hơn, giá thành hợp lý hơn, rẻ hơn. Tội gì mình không chơi. Đấy, hàng gì em cũng bán, nhưng mà em đã tư vấn cho các bác cái mặt hàng nào thì em đều nói thật các bác nhé. Nên các bác làm sao lựa chọn cho phù hợp với cái túi tiền cũng như là cái sở thích của mỗi một người. Rồi, ở clip này thì em cũng xin ngắn gọn tại đây thôi. Xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.